Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Để mình biết về cái nguồn gốc của Phật giáo Hòa Hảo, mình cũng xuất phát từ đạo Phật, đạo vô vi của Phật Ân Cần, nói theo Chí Thích Ca ngày trước. Và chúng ta cũng biết được cái trí tuệ, cái đạo đức, cái phẩm cách và cái ảnh hưởng rộng chẳng những nhân loại mà thôi, cho đến chư thiên tam giới này cũng đều phải kính trọng trước cái nền đạo và trí tuệ của Đức Phật Thích Ca. Nền đại đạo lưu thông khắp cả bậc tiên hiền đều trọng Phật gia. Cái ảnh hưởng của nền đạo Phật hiện nay thì theo sự ghi nhận thì trên 1.3 tỷ dân số là quy y, tâm phục khẩu phục, kính trọng tột độ tuyệt đối với Phật. Hôm nay trong bài này giảng này thì chúng ta cũng tìm hiểu một vị Phật nữa, mà vị Phật của Việt Nam. Hồi sáng thì vị Phật của Ấn Độ ha. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu về vị Phật của Việt Nam. Ra đời cách chúng ta không lâu, thì khoảng chừng thế kỷ đầu và giữa thế kỷ thứ 19. Thì trong lúc cái nền đạo Phật phải nói giai đoạn cực kỳ suy đồi. Trong các thời gian, thời điểm trước thì khác, nhưng mà đến giai đoạn của Phật Thầy Tây An thì nền đạo cùng cực suy đồi. Rồi bệnh dịch lại bạo hành, sự chết chóc đã xảy ra tràn lan từ làng này sang làng nọ. Cái số chết lên trên 600.000 người quý vị. Cái chết của trận đại dịch năm 1849, theo sự ghi nhận của các cái vị trí thức trong Phật Pháp, trong Phật giáo Nguyên Bác, thì người ta ghi nhận như cái lời của bà tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hợp ghi trong cái tác phẩm gọi là cái nhan đề Phật giáo Hòa Hảo và những tư tưởng bản địa, thì bà ghi nhận là con số trên 600.000 người. Cái con số nhỏ tôi quên, nhưng mà đại khái là trên 600.000 người. Quý vị nghĩ coi, cái thời ấy thì dân chúng thưa, mà cái con số chết lên như vậy thì không phải đơn giản. Rõ là cùng xóm làng thưa thớt, quạnh hiu, phải không chứ đồng đạo. Thì trong lúc nền đạo suy đồi, bệnh dịch dữ dội như vậy, thì sự tình người ta tưởng chừng như bế tắc, thì không may thai, hạnh phúc thai một vị hoạt Phật ra đời, có khả năng chuyển hóa được hoàn cảnh, thay đổi được tình hình. Đấy chính là sự ra đời của nền đạo Bổn Sư Kỳ Hương, Đức Phật Thầy Tây An và các vị hoàng đạo sau ngài. Bây giờ cái bài này tôi tạm thời mình hiểu như vậy cho nó trình tự nha quý vị. Bây giờ trước tiên chúng ta tìm hiểu về Đức Phật Thầy Tây An, rồi sau đó thì chúng ta tìm hiểu về nền đạo Bổn Sư Kỳ Hương, và sau nữa là chúng ta trình bày về các vị hoàng đạo sau ngài. Thưa chư đồng đạo, bây giờ Đức Phật Thầy Tây An với quý danh là Đoàn Minh Quyên, ngài đản sinh vào giờ Ngọ ngày 15 tháng 10 năm 1807, năm đó năm Đinh Mão 1807. Hồi xưa gọi là làng Tòng Sơn, Tổng An Tịnh, huyện Vĩnh An, phủ Định Diễn, trấn Vĩnh Thanh, nay là xã Mỹ Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Đức Phật Thầy thì bỏ nhà ra đi từ lâu lắm, khi mà hình ảnh của ngài đã phai mờ dần trong ký ức của những người thân, thì bỗng một hôm vào đầu năm Kỷ Dậu, người ta thấy ngài xuất hiện quá giang chiếc thuyền buôn, đáp vào dầm rạch Tòng Sơn và đi bộ dài vô trong đình. Khi đi dài vô trong đình như vậy thì có xảy ra cái chuyện gọi là mấy hôm trước, có lẽ là giông to gió lớn làm sao biết, khiến cây da nó ngã ngang cái dầm rạch Tòng Sơn, ghe xuồng không sao lưu thông được. Cho nên những người dân làng, những người trên các ghe xuồng súng nhau hì hục cả buổi mà kéo không được, vì cái da nó lớn và ngập mình dưới nước, cho nên kéo vô vàn khó khăn. Thành ra trưa người ta đói bụng định giải tán ra về, thì lúc đó Phật Thầy cũng vừa tới. Ngài thấy vậy mới nói: các ông cột dây kéo lại, tôi phụ giúp một tay. Nhìn dáng hình thon ốm của Phật Thầy, cho nên mấy người đó nhìn nhau cười bảo: chúng tôi đông đảo và lực lưỡng như thế này kéo còn không nổi, mà ông định giúp cách nào đây? Thì Phật Thầy nói rằng: thì các ông cứ cột dây kéo lại đi, chắc tôi cũng có cách kéo được mà. Thấy sự quả quyết nhiệt tình của ông khách lạ, cho nên thôi thì người ta lội xuống đi cột lại. Mới cột xong thì chia hai hàng người, hai hàng dây, hai hàng người để kéo lên. Đức Phật Thầy đến chính giữa, ngài không kéo gì cả mà ngài hô: hà, hãy kéo lên. Thì lạ thay, hai hàng dây vừa thẳng thì cây da cũng ngoan ngoãn nép gọn vào trong bờ, dường như thần lực gì phi thường của ngài khiến nó như vậy.
Thật ra dân chúng thấy kéo vô được quá mừng rồi. Những người mà ghe xuồng hởm rài buôn bán rồi bị ế bị kẹt đi đó, thành ra ta cũng gấp rút hàng hóa bị hư, ta riết bơi đi để mà giải quyết hàng hóa của mình. Còn dân làng gì mệt mỏi và đói bụng cho nên người ta cũng giải tán ra về, không ai buồn nghĩ xem hỏi thăm về ông khách lạ này là ai mà tại sao mình được kéo dễ dàng như vậy, trong khi hồi sáng giờ mình làm được mà có ổng vô hô vậy mình kéo được chứ, không ai hỏi gì câu này ngày câu gì. Thì cuối cùng đi trơn rồi thôi, ngài cũng đi. Thì khi đi dài vô trong đình thì ngài được ông Từ, tức là người chủ đình, cho ngài tạm nghỉ ngoài cái mái hiên. Ngày ngày cái sinh hoạt của Đức Phật Thầy cũng đơn giản, cũng là làm cỏ, chặt sậy, quét gom lá da, đốt để sưởi hoặc là lấy ánh sáng, hoặc là nấu nước uống. Thì không ngờ cái nấu nước uống lại hay trong cái lúc bị bệnh dịch này là ăn chín uống sôi, là nó học như khoa học lúc đó dữ lắm nha quý vị. Ít ai nhận ra cái để học cái về ngày cái vụ uống nước chín đó. Thì thấy cái sự ngày đốt đêm đêm đốt lửa vậy, người ta sợ cháy lan, cho nên ông Từ ông mới nói kêu đừng có sinh hoạt đốt lửa vậy đó. Ông nói ông trả lời dường như là cái có cái quyền năng mà không cho lửa cháy được vậy đó. Ông nói không sao đâu, tôi ở đâu thì nhất định bảo vệ cho nơi ấy được yên, không sao đâu, ông đừng có lo. Tuy ngài nói vậy mà ông Từ thì cũng lo chứ không thể không lo được. Thì bây giờ cái mới xảy ra cái chuyện bệnh dịch quá sức, người ta chết quá nhiều, do đó cái dân làng và các người trước việc mới vô trong đình Tòng, vô đình Tòng Sơn mới bàn cái cách để sao để đối phó. Thì cuối cùng ta đưa ra giải pháp bây giờ có lẽ phải làm gà, làm heo, làm vịt, làm bè tống gió tống ôn ra khỏi làng, chứ không biết sao bây giờ. Hay chuyện cho nên ngày mới góp ý, mình đã không ưa gió mà tống cho ai, biết tống có được không? Nếu được thì cũng chỉ là một hành vi ích kỷ, vì mình khỏi quả mà người khác mang tay thì sao? Người khác có thể ở phía dưới của mình cúng đó, hoặc là người khác là các loại sanh vật bị chết oan uổng vậy đó. Cho nên cuối cùng người ta không nghe quý vị, người ta vẫn làm theo ý mình. Mình nói là thôi đừng có nghe ổng, ổng nói điên dở điên dở khùng vậy không phải nào mà nghe, phải không? Mình đang bàn xuôi chèo mát máy đây, ổng đâu xuất hiện ông chổi bản vậy đó. Thôi bây giờ kêu ông thị sự ra đuổi ông đi, đừng có cho ông ở đây nữa, ông chổi bản mình làm ăn không được á. Thành ra ông thị sự ra diện kế nói đình không được quyền chúa người làm mặt, do đó mà Đức Phật Thầy phải ra đi. Quý vị biết là Đức Phật Thầy nhận chấp nhận ra đi, nhưng mà trước khi đi ngài nhờ ông thị sự ra chợ Tòng Sơn mua giùm cặp đèn sáp. Hồi xưa gọi là đèn sáp mà bây giờ mình hiểu sao bây giờ là đèn cầy loại lớn lớn. Thì lập bàn hương án ra cho kê khai cho mọi người biết mình là ai trước khi đi, chứ không có đi không. Ngộ gì quý vị, người lạ mà ở chùa ở đình thời gian rồi chừng nào đi lại kê khai lý lịch. Thấy cái chuyện lạ cho nên thôi ông thị sự cũng ra chợ Tòng Sơn mua giùm cặp đèn sáp và đồng thời cái bàn hương án dọn ra nhanh chóng trước sân đình. Thì khi đó đèn rực sáng hương bén mùi, lúc này Đức Phật Thầy mới kể ông bà cha mẹ mình là ai là ai, thân nhân còn có những người nào người nào, xuất gia từ nhỏ đi tu nay đắc đạo trở lại cứu dân độ chúng như thế nào, và cuối cùng ngài xác nhận mình là Đoàn Minh Quyên. Thì bây giờ nghe Phật Thầy nói kể vậy, thì theo như vậy thì cha mẹ Đức Phật Thầy Tây An ngài có kể là ai nha quý vị. Mà tiếc gì cái đây là cái thuộc về ngôn ngữ nó vô thường, cho nên bây giờ mình không nghe được cái lời đó. Hay là những tài liệu liên hệ về Phật Thầy bị người Pháp đốt hết chăng mà nó không còn lưu tới bây giờ. Thì điều đó cũng là cái bất lợi cho thế hệ hậu tánh của chúng ta. Thì khi đó ta lần theo những người thân Đức Phật Thầy vừa kể, thì trong đó có ông Đoàn Văn Điểu và ông Đoàn Văn Viên. Hai người này còn sống và hiện ở trong làng, cho người ta cho mời hai ông đó tới. Khi ông Điểu ông Viên tới thì không nhìn ra được Phật Thầy quý vị, vì nghe đâu nói lại lúc này thì Phật Thầy râu tóc bạc phơ như một cụ già, trong khi ngài sinh ra năm 1807, đến năm 1849 thì phần xác của ngài bây giờ 43 tuổi. Theo 43 tuổi thì chưa phải là già lắm, nhưng mà nhiều người nhìn nhận là râu tóc bạc phơ như một cụ già, do đó ông Điểu ông Viên không nhìn ra. Thấy vậy cho nên Phật Thầy mới đem cái chuyện gia đình trước khi ra đi làm sao đầu đuôi nói lại một mạch. Thì lúc này ông Điểu ông Viên mới nhìn nhận Đức Phật Thầy là Đoàn Minh Quyên, cho đó ôm Đức Phật Thầy ồ mà khóc. Biểu bảo nói cho Phật Thầy thôi hãy ở nhà làm ăn với ông đi, đừng đi đâu phải khổ lụy thân hình già nua trước tuổi như vậy.
thay vì cái trả lời với ông Điểu ông Viên là ở hay là đi, thay vì cái trả lời đó thì Phật Thầy lại đem Phật Pháp ra giảng nói cho mọi người có mặt trong lúc đó nghe. Không biết cái lời Phật Thầy hay ho màu nhiệm quy đức cỡ nào, mà chỉ biết là tất cả ân hận tột độ về cái hành vi đuổi hồi nãy, và tất cả đều ân cần thỉnh cầu Đức Phật Thầy ở lại đi, đừng có đi đâu, phải không? Nhưng thưa quý vị, hồi nãy đuổi rồi, bây giờ nghe Phật Pháp hay ho là cầm, thì Ngài không gì cái cầm đó mà ở. Hay đúng hơn là Ngài đi hay ở cũng do nơi cái sứ mạng và nhắm vào cái lợi ích chúng sanh lớn sao, phải không? Mà cũng là một cái điều chúng ta đánh dấu đáng nhớ là khi mà Ngài đi rồi, từ đó trở về sau là Ngài không còn trở lại Tòng Sơn. Khi một cái chuyến đi dường như là định mệnh là cuối cùng luôn đó, đến khi Ngài nhập diệt luôn thì không còn trở lại Tòng Sơn nữa. Dường như cái nhân duyên người Tòng Sơn chỉ hạnh ngộ được Đức Phật Thầy Tây An ngần ấy thời gian. Thì bây giờ quý vị biết, từ người ta thấy Ngài xuất hiện nhiều nơi, khi Tân Phước, Tân An, Mỹ Hưng, Mỹ An, Cái Tre, bên này bên kia sông Tiền Giang, Hậu Giang, đâu đâu cũng đều in dấu chân Ngài. Nhưng mà chỗ người ta nhìn nhận Ngài ở hơi lâu và độ dân cứu chúng ở đây đó, thì đấy chính là chỗ Rạch Trà Bư quý vị. Cái Rạch Trà Bư, từ Tòng Sơn qua Rạch Trà Bư theo tôi độ thì đường chim bay khoảng chừng mười mấy cây số chứ không có xa không. Thì bây giờ Ngài xuất hiện ở đây vì bệnh dịch dữ dội xảy ra đây, bè tống ôn, tống gió bền bồng đầy sông. Thì Ngài xuất hiện với một phép màu của một vị Phật mà, cho nên làm cái chi không được quý vị. Vì vậy cho nên Ngài đã phục dùng phương tiện nước lã giấy vàng độ vô số người thoát chết. Người ta kéo đến quá đông, quang du rừng rậm bao đời, bỗng nay trống sạch khó thời, ai tin, phải không? Cho đó người ta đổ xô về nhờ Ngài cứu bệnh rất nhiều. Mà chính những người dân ở Tòng Sơn cũng là chánh kiến thấy được cái Ngài đã xuất hiện cứu dân độ chúng mình Trà Bư bên đây nè. Thành ra mới về bên Tòng Sơn á, mới nói mình có Phật ở trong nhà mà không cầu, đi cầu ma ngoài đường. Bây giờ ông xuất hiện, ông qua bệnh ở đây xua đuổi, ông qua bệnh ông cứu dân độ chúng bệnh vậy đó, mà bên đây mình chết la liệt vậy nè. Bây giờ mấy ông làm ơn làm phước qua bệnh năn nỉ, thậm chí cả lại lục làm sao thỉnh ông về đây, có ông trong lúc này mới được chứ không có là chết. Cái tác động ấy của quần chúng, cho nên ông Điểu, ông Viên, ông thị sự, cái người mà lại diện đuổi thì đó, thì cũng chèo ghe qua bển năn nỉ Phật Thầy về bên đây. Nhưng mà thưa quý vị, người ta bên bển nhờ Ngài Đức Phật Thầy trị bệnh đông như kiến cỏ, cho nên Ngài không thể về Tòng Sơn được. Ngài mới nói với phái đoàn, tôi tuy đã ra đi, nhưng mà còn để lại ngoài cái mái hiên đình cái túi mô nang. Trong túi mô nang có cây cờ ngũ sắc, tôi lấy cây cờ ngũ sắc đó ra. Người bệnh như vậy thì hớt chừng 1-2 phân vuông thôi, đốt rồi hòa với nước mà uống thì bệnh gì cũng hết. Cho nên thỉnh không được Phật Thầy. Nhưng mà nghe Ngài nói vậy đó, cho nên cũng mừng, cái phái đoàn mới bơi về. Bây giờ khi mà về bên đây rồi đó, thì lục lạo tìm kiếm cái mái hiên mà chỗ trú ngụ của Đức Phật Thầy ngày nào đó, người ta gặp cái túi mô nang của gì? Cái túi mô nang. Túi mô nang đó theo tôi được biết thì cái túi này, cái sách đựng, cái túi sách đựng đồ. Nhưng mà hồi xưa cái không phải có cái loại vải hay là nhung cao cấp như ngày hôm nay. Do đó mà cái túi này là làm bằng cái mo cao á, kết rồi bệnh lại rồi làm cái sách mà đựng đồ vậy. Thì lần trong cái túi mo nang người ta gặp ba cái bảo vật của gì? Gặp ba cái bảo vật. Một là cái quyển sấm truyền. Cái quyển sấm truyền theo tôi được biết thì quyển này, cái này quý vị ghi hết ha. Tôi bôi ha. Cái quyển sấm truyền quý vị biết là cái quyển này dài 402 câu. Đầu câu Đức Phật Thầy nói là thừa nhâm hổ cứ bước sang, tháng heo dấn dắt tìm đường chạy sang. Câu kết thúc cuối cùng thì Phật Thầy mới nói là phụ từ tử hiếu trung trinh, hà thanh hải tịnh, an ninh trong ngoài. Ba cái bảo vật đó là, một là quyển sấm truyền nha quý vị. Đức Thầy cũng có giới thiệu là những sấm truyền xưa của Phật Thầy đó chưa đồng đạo. Dân ráng kiếm mà tri thì biết. Bức trần đều. Và thứ ba là cây cờ. Người ta tìm trong cái túi mô nang gặp ba cái bảo vật đó. Một là cái quyển sấm truyền, hai là cái bức trần đều. Theo tôi trong sử có mô tả là bức trần đều này ngang 7 tấc và cao 1m1. Tức thì cái tấm trần đều này được đưa lên thờ tại đình. Đình Tòng Sơn vẫn còn giữ cái kỷ vật ấy của Phật Thầy Tây An. Cái bức trình điều này. Và thứ ba là cái cây cờ ngũ sắc.
chuyện đã được đồn ra, cho nên người ta tới trực chờ ngoài cửa rất là nhiều, cho nên người ta phải phân chia phái đoàn để mà phân phát. Quý vị biết những người bệnh như vậy thì đầu tiên dội vàng trên hết hai phân vuông đốt rồi hòa với nước mủ thì bệnh gì cũng hết. Ban đầu hai phân nó nhìn quá sao nó mau quá hao quá đi, cho nên cuối cùng ta rút lại còn phân à. Nhưng mà một phân hai phân gì hễ là đốt hòa với nước mủ uống thì bệnh gì cũng hết. Nhưng khổ chừng ba ngày thì cái lá cờ nó hết rồi quý vị. Vì lá cờ mình độ như biết trần gì điều thì ngang 7 tấc cao 1m1 đây, nhưng mà người ta quá đông vì vậy cho nên dù hết một hai phân vuông nhưng mà ba bữa thì cái lá cờ nó hết rồi. Người ta quản quá không biết sao giờ, cho nên ta suy nghĩ cái lá cờ nó hay vậy không, thì cái cán cờ nó cũng hay nữa, thấy không? Cái cán cờ tức là cây mà tra cái lá cờ á, người ta đem cái cây cán đó ra, người ta giặt mỏng mỏng như mấy người bào thuốc nam vậy nha. Cái lượng này như trầm hương này quý lắm, thành ra đâu có thể dày dày được. Thành ra là giặt mỏng mỏng như vậy mà đốt được hòa dưới nước uống thì binh gì cũng hết. Nhưng mà cũng khổ là chừng ba bữa thì cái cán cờ nó cũng hết nữa rồi, phải không? Vì cán cờ nó cũng đâu bao nhiêu, thành ra ba bữa thì cán cờ nó hết nữa rồi. Người ta quản quá không biết sao giờ, người ta mới suy nghĩ lấy nước cúng Phật á, trên các bàn thờ đó lấy nước đó rồi lấy uống, phải không? Như vậy rồi hết nước người ta lấy bông cúng Phật, lấy bông đó nhúng nước, lấy nước đó uống, mà uống đâu thì hết đó à, rồi hết bông nữa, bây giờ ta lấy tới cái chân nhang á. À, lấy tro nhang rồi cái đốt chân nhang làm tro, lấy tro nó quậy nước uống rồi hết chân nho tro nhang áo bao nhang bông cúng Phật, nói chung lại là trong cái đình có cái gì người ta đem sử dụng cái đó, mà uống đâu thì hết đó, ngoài sức tưởng tượng của con người. Thì thưa chư đồng đạo, bằng phương pháp đơn sơ như vậy mà Đức Phật thầy đã chẩn đứng được con bệnh dịch ở nơi Tòng Sơn. Ở Trà Bư thì ngài xuất hiện ở đó, là thành ra hai cái này chỗ địa phương này được êm. Nhưng mà nghe đâu trên đình làng Kiến Thạnh thì bây giờ cái bệnh đó bắt đầu phát khởi. Như trong giảng xưa nói tháng 8 ôn dịch rất nhiều, thiệt năm Kỷ Dậu Dương Trần Liêu Điêu đó. Trong khi mọi người đang điêu đứng sợ hãi như vậy thì một sớm tinh sương khoảng 4-5 giờ sáng thì ông Từ theo lệ thường ông quét dọn các bàn thờ. Thì sau quét dọn dài cho tới cái bàn chánh thần, sau gấp có người ngồi trên trển sừng sững từ bao giờ rồi. Ông quản hồn, ông định chạy ra truy hô ai dám phạm thượng mà lên bàn thờ thần ngồi vậy đó. Ra định chạy ra truy hô vậy thì ông người đó khoát tay ra hiệu bảo thôi. Thì ông định thần đứng lại thì thấy người này hiền lành, không có dấu hiệu gì đáng sợ. Thì nói ông là ai, tại sao dám lên bàn thờ thần mà ngồi? Người đó mới nói: Phật thầy giáng thế cứu đời là ta. Quý vị nghe giùm, lưu ý giùm chỗ này nha. Giờ Phật thầy giáng thế cứu đời là ta, mà người đó là tự xưng, mà người đó sau này là Phật thầy Tây An. Vì vậy cho nên cái chữ Phật thầy chỗ này là ngài nói như vậy mình mới biết mà gọi ngài, chứ mình cũng không biết ngài là gọi cái gì. Thật ra quý vị nên lưu ý là chữ Phật thầy đó là từ người đó là nói cái giới thiệu về bản thân của ngài như vậy, mà ngài ấy chính là Phật thầy, sau này là Phật thầy Tây An. Thì thưa chữ đồng đạo ơi, ông Từ không tin nữa, ông định chạy ra nữa thì cái người đó cũng khoát tay ra hiệu bảo thôi và lặp lại cái câu đó. Thì ông Từ suy nghĩ sao biết, ông mới quay vô ông nói: bây giờ ông xưng là Phật thầy xuất hiện cứu đời, bây giờ dân chúng bị bệnh dịch chết nhiều quá, đâu có cách nào cứu người ta không? Người đó mới nói: sao lại không, đâu ai mắc bệnh đó đâu, đem lên đây ta cứu cho. Thì ông Từ ông cho hay ra thôi cái bệnh dịch cái gì, chứ cái bệnh dịch lúc này không thiếu gì vậy đó, ông cho hay là tất cả đều đem đến rất là nhiều. Cái người mà đầu tiên được Đức Phật thầy trị khỏi đó là ông Thuông quý vị. Trong sách ghi lại là ông Thuông lớn lên làm chức cả. Hồi xưa cái chức cả mà cái thời lúc đó nó được xem như là ông xã trưởng mà bây giờ, tức là ông chủ tịch ủy ban nhân dân xã vậy đó, tức là cái người đầu trong một xã. Thì ông Thuông sao lớn lên làm chức cả nên gọi là ông cả Thuông. Vì cảm cái ân đức cứu tử ấy mà cho nên nhiệm kỳ làm cả của ông Thuông đó thì ông cực lực ủng hộ cái đền đạo Vũ Sơn Kỳ Hương. Rồi sau đó thì sau ông Thuông rồi hết người này người nọ lần lượt tất cả đều được Đức Phật thầy trị khỏi. Người ta tấp nập đem đến quá đông. Bây giờ chính quyền mới lo. Thì quý vị nên lưu ý nha, cái thời điểm chính quyền lúc này là triều Nguyễn của mình. Chứ nhiều người nhầm lẫn nói thời Pháp thì không. Đức Phật thầy giai đoạn của ngài thì Pháp chưa qua Việt Nam mình. Người Pháp qua Việt Nam mình sau khi tiếng súng nổ đầu tiên ở bán đảo Sơn Trà vào năm 1858 á, thì mới mở cuộc xâm lăng mấy chục năm sau thì nó mới thống nhất đất nước, cái đánh lấy chiếm hoàn toàn nước Việt Nam mình. Thì trong giai đoạn của Phật thầy Tây An thì Pháp chưa có qua.
à, thì tới Phật Trùm dài sau mấy pháp mới qua. Thì bây giờ chính quyền mới lại nói với ngài là bây giờ cái chỗ đình làng ở đây dân chúng đến chiêm bái công cộng chỗ này, ông ở đây phát phù trị bệnh không tiện, thôi ông muốn vậy thì tôi chỉ vào cái chỗ, họ mới mất cái chỗ là cốc Đạo Kiến á. Cốc Đạo Kiến ông bình thường cũng làm thuốc trị bệnh cứu dân độ chúng vậy, rồi bây giờ ông đã ra người thiên cổ đã nhập diệt rồi mà còn bỏ là cốc không, thôi thì ông qua đó thì tôi thấy tiện hơn, chứ còn ở đây dân chúng đến chiêm bái. Thì ba ngày hôm sau thì Phật thầy phải về cốc Đạo Kiến. Quý vị mình biết cốc Đạo Kiến ở đâu không? Ông trưởng cũng gần trúng rồi đó, mà để xác định lại là cốc ông Đạo Kiến hóa ra chính là ngôi chùa Tây An cổ tự mình bây giờ đó, thưa chư đồng đạo, là hồi xưa chỉ là một cốc của một người tu hành, nhưng phải chăng do nơi cái oai đức của Phật thầy Tây An và do nơi ủng hộ cái nền đạo Bửu Sơn Kỳ Hương và sau tiếp sau nhiều cái thế hệ thì đến đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta cũng qua nhiều lần trùng tu, mà hôm nay thay vì ngày xưa chỉ là một cốc của một người đạo bình thường thì hôm nay nghiễm nhiên trở thành là một ngôi chùa Tây An cổ tự có cái ảnh hưởng rất lớn, đồ sộ và tầm cỡ quốc gia quý vị. Và cũng chính nơi đây Phật thầy tiên tri ngài tái kiếp trở lại rất nhiều. Chừng nào gốc một đâm chồi ta dương sắc lệnh tái hồi trần gian rồi đó, hoặc là chừng nào trâu rống với sông lòng ông bảy chợ, lòng ông trưởng đó, bảy cái chợ thì ông trở về dân dân. Thì nơi đây quý vị biết là cái cơ sở đầu tiên được phát triển cái nền đạo Bửu Sơn Kỳ Hương là cái di tích ở chỗ này. Thì thưa quý vị, ba hôm sau thì giờ về cốc Đạo Kiến. Thôi dân chúng các nơi đông đảo vậy, là một đoạn tôi trích trong cái quyển nói về Phật thầy Đức Phật thầy lịch sử Đức Phật thầy Tây An á của tác giả Dương Kim á, thì ông diễn tả một đoạn nói về cái chủ đông đảo như thế này: dầm trời thiên hạ như mưa, ban mai đến tối phát chưa rồi bùa, những người tới trước vô chùa, mấy người tới trễ thì lại đùa ngoài sân, kẻ lui người tới rần rần. Lại đùa ngoài sân đây không phải là họ lợi không có chuyện gì họ giỡn, đùa này không phải là giỡn mà lại đùa tức là vô trong này không được. Phải không quý vị? Cũng như mình tới lễ Đức Thầy mình gì đó, lên tổ đình vô không được, đứng ở ngoài mà lại vô đó, thành ra lại từ xa để bày tỏ cái lòng kính của mình vậy đó, nhưng mà không vô trong được, lại từ xa vậy đó, kiểu đó thì gọi là lại đùa là vậy. Kẻ lui người tới rần rần. Thì ông Dương Kim ông nói là người ta đông đảo đến đổi phải cất liều trại làm nơi ngơi nghỉ, dưới sông thì ghe xuồng san sát đậu chật cả một khúc kinh. Hay không? Đó, cái một cái lời ông này thì diễn tả quý vị biết là người ta đông đảo thế nào. Người ta chi tiết thêm về ước chừng như là trên là Tây An cổ tự phía ông trưởng đó là một cây số, và dưới phía Long Xuyên dưới này một cây số, hai đầu một cái hai cây số như vậy đó, mà xuồng đậu chật hết trơn. Ta ước chừng như muốn qua sông thì muốn bước qua xuồng này bước qua xuồng kia rồi lên bờ nó không bước dò. Quý vị đổ thử coi là cái còn dưới sông thì trên bờ thì người ta đi còn hơn xem hội, rồi quá sức đông. Chính vì cái điều đó mà làm cho cái chính quyền lúc này ông tỉnh trưởng tỉnh An Giang lúc đó là Châu Đốc lúc đó là ông Võ Quẩn mới thấy vậy cái tình hình đã lo ngại, do đó mới phái ông Nhất Trung Đậu Nhì Bồng xuống cái cốc Đạo Kiến coi cái sự việc gì mà người ta tới ông đạo này quá đông. Thì vô đông quá cho nên hai người này mới đứng mà réo chứ còn không vô được. Nó có phải cốc ông đạo không? Và từ bên trong Phật thầy đáp phải. Thì ông mới nạt cái nói là có lệnh quan lớn đòi phải đi gấp. Thì Phật thầy mới nói các ngày đợi tôi cúng trưa một lát được không? Thì bên kia ca Nhất Trung Đội Nhị Bồng mới nói không có được, cái chuyện gấp lắm phải đi liền. Thì thế là Phật thầy phải theo họ về Châu Đốc, không kịp cúng trưa. Rồi khi về Châu Đốc rồi quý vị, vậy nó họ dàn dựng nhiều cái cảnh sắp xếp, phải không? Nơi đây có lẽ cũng không có thời giờ để mình chi tiết cái dàn dựng nhiều cái cảnh lắm. Lớp như là họ treo trải cái tượng Phật Quan Âm, nhiều người đã ngồi lên cái tượng Phật đó rồi, hoặc là họ đơm cơm mà có lộn mặn ở trong đó, nó kêu ngày dùng và ngày thì ăn đều là cơm chay không à, còn mấy cái chén còn mặn để lại. Rồi nào là họ dùng cái sợi dây để mà trói Phật thầy nếu trường hợp ngài là phàm phu mà không biết cái quá khứ gì là hay gì đó, hay không, thì họ sẵn sợi dây thừng để trói. Nhưng mà tất cả đều rồi đồng thời bỏ ngài trong tù thì ngài đi ra tự tại như một cái người làm như là cái khung cửa sắt đã không giảm không giam được cái xác thân của Phật thầy. Rồi qua cái nhiều cái sự kiện như vậy rồi bắt đầu cái tổng trấn tỉnh An Giang bắt đầu có cái niềm tin và đồng thời nó có cảm tình đối với Phật thầy. Vì vậy cho nên mới làm tờ kiến nghị với triều đình Huế là
nhìn nhận Ngài là một cái người thầy chân chính ra đời được tự do mở đạo, chứ không phải gian đạo sĩ như người ta đã báo. Thôi đừng kèm kẹp nữa, khó dễ với Ngài nữa đó. Thì xảy ra cái chuyện mà bữa cung nghinh thánh chỉ đó, thì người ta cạo, nhưng mà kêu triều đình quế dạy là phải xuống tóc như các sư đương thời. Nhưng mà khi mà ra lễ cung nghinh thánh chỉ, người ta cạo tóc xong rồi thì con cạo đến râu, thì Phật thầy ngăn lại không cho. Ngài mới nói là trong chiếu chỉ triều đình dạy xuống tóc, chứ đâu dạy cạo râu mà các ông đòi cạo. Phải không? Chưng hửng, hồi nào tới giờ thì xuống tóc thì ta xuống râu, ta cạo râu luôn. Mà Phật thầy nói vậy đó. Cuối cùng mình xem lại trong chiếu chỉ thì không có nói cái vụ râu. Phải không? Cho nên cuối cùng phải chấp nhận cho Phật thầy, dù đã cạo xuống tóc rồi nhưng mà vẫn để râu. Cái chuyện nó lạ vậy đó. Thì mới đưa Ngài về trụ trì cái chùa Tây An ở trên núi Sam nha. Bây giờ cái hai cái này cũng là cái cơ sở của Phật thầy hết á, chỗ Tây An cổ tự, bởi vì cái chỗ này trước nhất cho nên ta thêm cái chữ cổ, còn trên kia cũng Tây An tự nữa, nhưng mà sau này cho nên ta để là Tây An tự à, còn ở dưới chợ mới Long Kiến này mới là cổ tự nha quý vị. Thì đưa Ngài về trụ trì cái chùa đó, mà cái chùa đó chùa Tây An, đưa Ngài về trụ trì gì đó, thành ra Ngài có cái gọi là cái nhìn từ Tây An á. Bây giờ thưa quý vị, danh từ Phật thầy theo cái này tôi nghĩ là cũng mình lưu ý. Cái Ngài nói là Ngài là Phật thầy, chứ mình không biết Ngài tên gì mà gọi. Rồi bây giờ Phật thầy, bởi vì quý vị biết thì cái vị nào mà phát minh một ngành nghề nào đầu tiên, người trước nhất thì gọi là người đó là tổ. Còn tiếp nối theo tổ là dù người đó như thế nào cũng là thầy thôi, chứ không thể tổ nữa. Vì tổ là cái người một sáng chế phát minh ra cái ngành nghề nào đó à. Ví dụ như cái ngành nghề thuốc thuốc nam đông y mình đó, cái người đầu tiên phát minh ra cái ngành thuốc này thì ông Hải Thượng Lãng Ông, cho nên người ta gọi cái tổ thức thuốc nam là ta thờ ông Hải Thượng Lãng Ông đó, tức là tổ về nghề cái y học á, nghề đông y á. Còn chẳng hạn như tổ thợ mộc thì người ta thờ ông tổ thợ mộc là người phát minh ra cái đóng thuyền bè là ông Trần Ứng Long. Trần Hưng Long mà cái trận mà Trần Hưng Đạo dùng cái cọc sông Bạch Đằng mà đóng bạch thuyền bè, đánh với quân Mông Cổ mà vào thời thế kỷ thứ 13 đó. Đó, cái người đầu tiên phát minh ra một cái ngành nghề nào thì người đầu tiên đó là tổ, rồi tiếp nối theo tổ là thầy. Thành ra bây giờ vậy thì hôm nay trở lại trong Phật giáo thì đã có Đức Phật là Phật tổ rồi, Phật Thích Ca là Phật tổ phải không chứ đồng đạo? Là cái người đầu tiên phát minh ra cái ngũ thừa, lập ra cái tam thừa đâu đó là hẳn hoi này. Thành ra cái người đầu tiên phát minh ra trong Phật giáo này thì người ta ghi nhận là đó là Đức Phật Thích Ca. Vậy thì Đức Thầy chúng ta, Phật Thầy Tây An, dù là người thế nào tiếp nối theo cái đó thì cũng gọi là Phật Thầy thôi. Phải không? Chứ không tổ nữa, vì tổ ta còn có tổ này. Thành ra tiếp nối theo tổ là Thầy. Thành ra vì Phật Thầy Tây An của chúng ta cũng thế, phải không? Vì là Phật á, nhưng mà chỉ đóng vai cương vị là Thầy chúng sinh thôi, thành ra gọi là Phật Thầy. Thì thưa chư đồng đạo, và Ngài về trụ trì chùa Tây An cho nên gọi Ngài là Phật Thầy Tây An. Cái chùa Tây An có đó trước rồi, trước đó một thời gian đã có tên hiệu là Tây An rồi, thành ra đưa Ngài về trụ trì. Mà nói cái này thì sợ mất thời giờ, là quý vị biết là sở dĩ mà có cái tên hồi trưa, trước khi đặt cái cho cái tên chùa đó, giữa Nam An và Tây An người ta hoang mang không biết đặt là cái tên nào cho hay. Thì có một số thì trung thành với đất nước Việt Nam cho nên định đặt Tây An, Nam An, mà có số thì lại hơi thân Pháp cho nên nói thôi đặt Tây An. Phải không? Cuối cùng cái bên mà bên Việt Nam bên đây thì yếu hơn, rồi bên kia nó mạnh á, cuối cùng mới đặt cái tên là Tây An á, tức là Tây nó An, chứ người ông bà thế hệ mình trước đó là tính định đặt là Nam An, tức là đất nước Việt Nam được An, nhưng mà cuối cùng thì đặt là Tây An á. Thôi thì quá ra cái diễn cảnh ngày nào tấp nập nơi Trà Bư, rồi tấp nập nơi đình Kiến Thạnh, rồi tấp nập nơi cái cốc ông Đạo Kiến. Bây giờ cái hoạt cảnh đó, diễn cảnh đó là bây giờ lại diễn ra nơi núi Sam. Ngày ngày Đức Phật Thầy cứu dân độ chúng, phát phù trị bệnh, nhận ban phát lòng phái là không có hở tay. Mà chính cũng nơi đây Phật Thầy thu phục những người đạo cao, đệ tử đạo cao đức cả. Có thể nói 12 ông đạo, tức là trong làng Bủ Sơn Kỳ Hương nhìn nhận là thập nhị hiền thủ,
Quý vị có nghe cái danh từ đó ha, thập nhị hiền thủ, tức là cái 12 vị đệ tử giỏi. Thay vì hồi xưa Phật thầy Đức Phật ngày xưa thì 10 vị, thấy không? Nhưng mà nơi đây thì Phật thầy của chúng ta 12 vị, xem như thập nhị hiền thủ là đứng đầu trong cái đệ tử á. Thì chúng ta có thể kể sơ sơ như là Đức Cố Quảng Trần Văn Thành, như là ông Tăng Chủ, như là ông Đình Tây, như là đạo đạo Xuyến, như là ông Đạo Ngoạn, như là ông Đạo Thắng, như ông Đạo Sĩ, như ông Đạo Đoạt, ông Đạo Chợ, rồi Đức cậu hai Trần Văn Nhu, người sau cùng đó là ông ba Nguyễn Văn Thới của mình đó. Ông ba, quý vị ai đây cái lễ ngày mùng 8-9 tháng 4 gì đó. Đó, thì đó là cái cuối trong cái đàn đệ tử trong 12 vị đó, thì được xem như là người đầu tiên là Đức Cố Quảng, mà người sau cùng mình kể như anh em Út nha, thì đó là ông Ba Thới, là cái người sáng tác ra chín bổn tuồng dài nhất trong hàng đệ tử của Phật thầy Tây An. Thì thưa chư đồng đạo, bây giờ thì vì muốn cho cái nền đạo được phát triển rộng ra, cho nên vào năm 1851, quý vị nhớ gì mình có mốc thời gian này nha, năm 1851 từng phái đoàn thừa lĩnh Đức Phật thầy Tây An mà mở các cái nơi để làm cái cơ sở truyền giáo. Thứ nhất là về trong xã Thạnh Mỹ Tây lập ra một ngôi Bửu Hương Các dưới sự quản lý của Đức Cố Quảng Trần Văn Thành. Đây bây giờ Bửu Hương Các ngày xưa còn, mà sau này là con của Đức Cố Quảng, tức là cậu hai Trần Văn Nhu á, mới cất ra một ngôi chùa đặt tên là Bửu Hương Tự, chứ hồi xưa là Bửu Hương Các. Bửu Hương Các và Bửu Hương Tự bây giờ nó cũng còn vẫn hai cái di tích còn tới bây giờ. Thì lấy Bửu Hương Các là bởi vì nền đạo của ngài là Bửu Sơn Kỳ Hương, do đó mà lấy chữ Bửu là chữ đầu tiên, mà cái chữ Hương là cái chữ sau cùng của tên một mối đạo mà đặt ra cho cái cơ sở của ngài là Bửu Hương Các, cũng là các như là cái gác cao lên vậy thôi. Rồi phái đoàn thứ hai thì về miền Thất Sơn, Binh Chưng núi Két lập ra một ngôi chùa Thới Sơn dưới sự quản lý của ông Tăng Chủ và ông Đình Tây. Thấy không? Bây giờ cái chỗ nơi cũng còn khang trang. Rồi trong kia nữa là một cái ngôi chùa Phước Điền. Sau này người ta suy tôn và là đặt cái này là ngôi chùa Phước Điền. Chứ thật ra cái ngôi chùa Phước Điền nó cũng xin thưa quý vị là ngày xưa chỉ là cái trại ruộng thôi, cái chỗ để mà ngày làm rẫy làm ruộng, rồi để dụng cụ nông nghiệp, rồi thậm chí cả để trâu gì trong đó. Thành ra đây sự xem như là ngài bị chủ trương tu tại gia, vì vậy cho nên là tự lực cánh sinh thôi, chứ không nhờ cái của đàn na thí chủ của bá tánh thập phương dân cúng, vì vậy nên là tự túc làm ăn. Thành ra cái trại ruộng nó được xem như trại ruộng Phước Điền, đó là hồi xưa chỉ là cái trại ruộng, mà bây giờ cái niềm tin của thế hệ sau chúng ta là bây giờ thôi thì đưa nâng cấp lên luôn, đưa là cái chùa Phước Điền, chứ đúng ra thì nó là trại ruộng này, cái gốc của thời xưa là vậy. Khi xưa Phật cũng đi cài trâu sấm trâu xét tạo nên Phước Điền, phải không thưa chư đồng đạo? Rồi phái đoàn thứ ba thì về miền Cần Lố, bên kia sông Tiền Giang lập ra một ngôi chùa Bồng Lai dưới sự quản lý của ông Đạo Ngoạn. Rồi phái đoàn thứ tư thì về xã Bình Phước, Bình Long, nay là thị trấn Cái Dầu, lập ra một ngôi chùa và đồng thời một cơ sở sinh hoạt tôn giáo nữa, mà dưới sự quản lý của ông Đạo Xuyến. Ông Đạo Xuyến cũng là vị thứ tư của đệ tử Phật thầy. Thì sau khi cơ duyên hoàn mãn để lại cho đời một quyển sấm truyền các cơ sở của đạo và đào tạo cho trong đệ tử của mình nên cái trang tài đức như thế, tức là nhập thập nhị hiền thủ như vậy, thì Đức Phật thầy Tây An chúng ta tịch diệt vào ngày vào giờ ngọ, ngày sinh và tịch đều giờ ngọ hết nha quý vị. Ngày tịch vào giờ ngọ ngày 12 tháng 8 năm Bính Thìn 1856, độ đời được 7 năm.